về đang thật đắng mà em phát. Em dùng hương thật ngon dù em đây chỉ thích đồ ngọt. Tại sao hả? Để nói nghe nào. Em chỉ mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai. Anh đã đi theo em rất lâu mặc dù anh biết điều đó là sai. Môi em như mật ngọt, giọng em nói như rót vào tai. Ngày hôm qua em xin thêm được ngày hôm trong cơn mơ đang nghĩ đến đây tan vào trong hương thơm đôi môi em đang cay sát tay anh như phi cơ mặc cô đang ngay ôm tròn em trong tay em đang dính là like a spy trong cơn mơ em đến cho môi hôn khi anh đang say anh như đang phiêu lãng trong vai lập em gần đây bởi vì là mình đủ đến tận sáng mai. Tại sao hả? Để nói nghe nào. Em chỉ mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai. Anh đã đi theo em rất lâu mặc dù anh biết điều đó là sai. Môi em như mật ngọt, giọng em nói như rót vào tai. Ngày hôm qua em xin thêm được.